bạn nha. Sáng nay mình đi phố biển Đồ Dương xem như thế nào các bạn. Chào các bạn nha. Bây giờ mình đi bằng xe đạp nha các bạn. Mình đi cũng đã tới rồi các bạn. Mình đi đã tới rồi. Cuối công viên nó thành người ta để cái tảng đá như thế này. À, từ ngày về là chị vẫn giữ xe để cho mọi người ở Phan Thiết này tắm biển ha. Đi đường nào xuống chị? Tại đi đường nào đâu? Đường nào tại giờ đó giờ tôi chưa đi. À đó đó đâu đường nào đâu chị chỉ giùm chưa? À vậy ha, rồi cảm ơn chị nha. Các bạn thấy không? Xe quá trời xe luôn, người ta vẫn đi tập tấp nập. Chỉ có hàng quán ăn uống là người ta đóng cửa thôi. Đây các bạn vẫn thấy là cái hàng chòm hổm bán rau tươi xanh là vẫn ở phục vụ ngay chỗ cái công viên phố biển đây. Đó, các bạn thấy không? Đó thành phố của Phan Thiết mình đó. Đây bánh chiên, hàng bánh chiên đây nữa. Những người ta tắm biển làm được người ta về đây các bạn. Đấy, người ta tập tắm biển ra về đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, đó thấy chưa? Đó. Đó, có nhà báo Huỳnh Hải Âu đây nữa nè. Đó, thấy chưa? Đó, đó, thấy chưa? Vẫn rạng ngời nha. Đây, cái bản dịch vụ nhà vệ sinh tắm nước ngọt đây. Đây. Nói chung là những ngày này thì ở đây người ta vẫn phục vụ đàng hoàng. Rồi chào anh bạn. Buổi sáng nào cũng tập vậy sao? Dạ. À, rồi vậy. Ok, vậy là ok rồi. Họ vẫn đeo khẩu trang đi tắm biển đó các bạn. Đó họ, bạn thấy không? Đó. Cũng có người đó, người ta cố gắng là người ta tập. À. Tại vì bây giờ cho dù những cái căn bệnh nào ở trong cơ thể con người mà nếu mà mình đi tắm biển á, mà buổi sáng mình tập như thế này là ok, là rất tốt. À, sinh khí con người là điều hòa âm dương. Có Trang Trang không em? Không có, không có Trang Trang hả? Thôi mình tập thể dục bằng cái tay đi, à, kéo cào corona cho nó biến đi đi. Người ta vẫn đi tắm biển vẫn bình thường đó các bạn thấy không, vẫn đi tắm bình thường không có gì hết. Đó là sinh khí của cái môi trường mà con người tự tại là để giúp cho cái sức khỏe mỗi ngày đó nó tăng cường thêm cái đề kháng chống bệnh corona chứ.